Ngày thi đấu đầu tiên của giải với các nội dung thi đấu đối kháng hạng cân nam nữ và biểu diễn quyền. Ghi nhận, các vận động viên thể hiện được sự đột phá về chuyên môn với những màn biểu diễn quyền ấn tượng tại giải đấu năm nay. Chúng tôi rất vinh dự khi được tham dự giải vô địch vô vi nam thế giới ngay tại Việt Nam. Đây chính là cơ hội tốt để chúng tôi tích lũy chuyên môn khi được tranh tài cùng các đội mạnh và giàu truyền thống như ở Đông Nam Á. Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký ở hai nội dung ngũ môn quyền nam và long hổ quyền nữ, Nguyễn Tứ Cường và Nguyễn Ngọc Trâm đã mang về hai huy chương vàng cho chủ nhà Việt Nam. Vô vi nam là môn võ của Việt Nam, môn võ của dân tộc của mình, nên là lúc nào em thi đấu em cũng muốn là giành những cái tinh hoa đẹp nhất, tốt nhất để thể hiện trước bạn bè quốc tế, để cho người ta luôn yêu quý vô vi nam và để quảng bá hình ảnh con người của Việt Nam ra toàn thế giới nhiều hơn. Nên là lần này em đạt huy chương vàng thì em mong là lần này em mở màn như vậy sẽ cho đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều vàng hơn nữa và sẽ đạt được vị trí nhất toàn đoàn. Ngày mai, các võ sĩ tiếp tục tranh tài ngày thi đấu thứ hai ở nội dung thi đấu đối kháng và 6 bài thi biểu diễn quyền nam và nữ.